Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa nay, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại khu ký túc xá Đại học Luật nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội. Vụ cháy đã được lực lượng cứu hỏa kịp thời khống chế. Ngay khi nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 đã huy động các phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường, sử dụng vòi phun nước chuyên dụng và quạt hút khói để khống chế ngọn lửa. Sau khoảng 20 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Rất may, toàn bộ sinh viên trong khu ký túc đã được nghỉ về quê ăn Tết nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, khoảng 10 chiếc xe máy, xe đạp điện trong khu hầm đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân của đám cháy vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ. Đám cháy tuy đã được xử lý triệt để, nhưng đây là một bài học để đề cao cảnh giác phòng cháy chữa cháy trong những ngày nghỉ, dịp lễ Tết, nhắc nhở nhân dân chú ý các hoạt động thờ cúng, đốt vàng mã, thổi tắt nến, tắt các thiết bị điện, aftermarket khi vắng nhà.